Cập nhật chút trước khi bắt đầu video thì hiện tại tôi đang trong con tàu ngoài hành tinh để về với đất mẹ. Và tên con tàu là Dell Alienware M15R6, sử dụng Intel Core i7-11800H thế hệ thứ 11, tiến trình 10 nanomet superfin đem lại hiệu năng xử lý vượt trội. Màn hình 15,6 inch, hỗ trợ tần số quét lên đến 360Hz, đáp ứng mọi nhu cầu của game thủ. Alienware Wargame. Bắt đầu video thôi. Này mấy cháu, lại đây chú cho một túi kẹo khổng lồ nào. Lần sau muốn lừa trẻ con thì hãy nhử bằng thịt hổ, tăm cay, kẹo thổi hướng bóng nhá. Chuyện này khôn lắm, không lấy cái kẹo rẻ tiền đó đâu. Các người biết đấy, thì đồ ăn vặt ở cổng trường học nó giống như cao lương mỹ vị của tất cả mấy đứa học sinh chúng tôi thời bấy giờ. Ước mơ tìm mọi cách để có vài ngàn đồng để mua đồ ăn thôi cũng là quá xa vời. Bà ơi, cháu nhổ tóc bạc cho bà, tí bà cho cháu tiền ăn quà vặt nhá. Ừ. Ui, thật á bà? Thật. Và hầu như tất cả đồ ăn vặt tuổi thơ thời đó đều được sản xuất dựa trên một công thức bí mật của đầu bếp Made in China. Với tiêu chuẩn 30 cực kỳ là nghiêm ngặt, không tốt cho sức khỏe, không có nguồn gốc xuất xứ và không có hạn sử dụng. Và dù nó có bẩn như thế nào ấy, thì bọn trẻ con chúng tôi hồi đó vẫn đam mê cái món đồ tàu này cực kỳ. Cao lương mỹ vị trên rừng dưới biển đều có hết. Thịt bò viên nhưng làm từ bột mì. Thịt hổ kha kha nhưng làm từ đậu nành. Sai, quá sai. Đây mới là nguyên liệu thiên hạ đồn thổi tạo nên đồ ăn Trung Hoa. Bia cát tông. Và vì đồ tàu không tốt cho sức khỏe nên có vài gia đình cấm con mình tuyệt đối không được ăn. Tôi cũng vậy và mẹ căn dặn cực kỳ nhẹ nhàng về điều này. Con chào mẹ con đi học ạ. Đi học ngoan nhé con yêu. Mà mẹ bảo này, mày mà ăn đồ tàu là về tao vả cho vỡ mồm, mày nhớ chưa? Trong lớp tôi hồi đó chia ra làm hai trường phái. Một bên thì được bố mẹ cho tiền ăn sáng, và một bên thì phải ăn sáng ở nhà. Và những đứa trong nhóm ăn sáng ở nhà, bao gồm cả tôi, đều nhìn những đứa có tiền ăn sáng bằng một con mắt đầy ắp sự ngưỡng mộ. Uầy, nhà mày giàu thế. Uầy, bố mẹ mày tốt với mày thế. Không những bố mẹ mà trường tôi cũng cấm ăn quà vặt ở trong trường. Và một đứa trẻ cực ngoan ngoãn như tôi sẽ tuân thủ theo những quy tắc đó cho đến khi lũ bạn rủ rề. Mọi hoạt động ăn quà vặt thì phải đều cực kỳ là bí mật và tuyệt đối không được để cho bọn sao đỏ phát hiện. Vì vậy nên mỗi khi đứa nào mà mang đồ ăn lên trường, đến giờ ra chơi sẽ lấy từ trong cặp ra, nhét sâu vào trong quần, rồi cùng lũ bạn trốn ra bãi đất sau trường. Sau đó rút từ trong quần hàng đó ra, ăn. Ew. Quan điểm hồi đó của chúng tôi rất rõ ràng. Nếu mà dính cái gì trong quần hàng kia thì nó chỉ ở bên ngoài. Và một trong những món mà chúng tôi hay ăn nhất thời đấy đó chính là tăm cày Trung Hoa. Mới đầu tôi nghe lời mẹ không ăn và chỉ đi cùng cho vui thôi. Nhưng vì đứa bạn tôi quá tốt nên mọi chuyện đã đi quá xa. Long ăn không mày? Ăn thử một miếng thôi, không sao đâu, ngon lắm. Tăm cày ngon quá. Tăm cày ngon quá. Tăm cày ngon quá. Tăm cày ngon quá, tăm cày ngon quá, tăm cày ngon quá, tăm cày ngon quá, tăm cày ngon quá. Mày bị ảo giác rồi thằng này. Tôi bước vào con đường nghiện tăm cày. Nhóm bạn tôi chơi có 5 đứa và từ hôm đó chúng nó quyết định nếu ăn quà vặt thì mỗi đứa góp 500 đồng sẽ đủ mua một gói tăm cày 2.500. Tôi cũng không thể ăn trực bọn nó mãi được nên chắc chắn sẽ phải góp tiền chung. Vậy tiền ở đâu ra? Ngày đấy tôi bắt đầu được viết bút chữ A nên đã thỉnh thoảng sẽ cần tiền để mua ngòi. Tôi cần đúng lúc sáng sớm mọi người đều vội đi làm để xin mẹ mua ngòi bút và mẹ tôi sẽ cho tôi 10.000 để mua. Và mỗi ngòi sẽ có mệnh giá là 2.500. Mua 4 ngòi nhiều như vậy liệu có phí phạm quá không nhỉ? Có lẽ mình phải chi tiêu thông minh hơn. Cô ơi, bán cho cháu 2 ngòi bút với cả 2 gói tăm cay ạ. Hôm đó, 5 đứa bọn tôi quyết định ăn uống linh đình hơn mọi ngày. Chúng nó cùng nhau góp thêm tiền, ngoài 2 gói tăm cay có sẵn thì mua thêm 2 lon nước huyền thoại run đỏ. Và sau khi hai loại này được kết hợp cùng nhau và nhét vào trong bụng một cách no nê, và không lâu sau, tôi cảm thấy bụng có vấn đề. Mày ơi, tao buồn ỉa. Có một sự thật là từ trước đến giờ tôi chỉ đi tè ở trường chứ chưa một lần nào tôi dám đi ị ở đó cả. Lý do thì đơn giản lắm, bởi vì ở đó cửa không khóa và nó bẩn vãi. Và ngoài việc vượt qua nỗi sợ đó ra thì còn một câu hỏi lớn cần trả lời, đó chính là ị xong thì chùi đít bằng gì? Anh ơi, em đây, em nè. Đúng rồi đấy, đó chính là phải xé giấy ở trang giữa quyển vở ra, chùi bằng cái loại giấy cứng và thô ráp đến kỳ lạ như vậy. Nhà vệ sinh của trường tôi hồi đó không có súng xịt, không có giấy vệ sinh. Và nó không nhìn như thế này đâu, mà nó sẽ nhìn như thế này này. Nơi mà chỉ cần bạn ngồi xuống thì tất cả những người phía trước sẽ nhìn thấy. Đúng rồi đấy, tất cả những điều thầm kín nhất. Không còn thời gian để suy nghĩ nữa, tôi xin phép cô giáo và lao thẳng vào nhà vệ sinh. Tôi ngồi ở trong căn phòng lạnh lẽo đó và có nhiều điều lần đầu tiên tôi nhận ra. Chiếc sọt rác được đặt ngay ngắn ngay bên cạnh. Bên trong nhó là đầy những tờ giấy nhúm nhó được vo tròn vào. Tôi phải tự trấn an bản thân mình là để giấy sạch không dùng người ta vứt vào. Để giấy sạch ta không dùng người ta vứt vào. Đột nhiên có tiếng mở cửa ở ngoài. Tôi đã nhanh trí ho một cái để cho nó biết là trong này đã có người và đừng có mà vào. Ai đây? Anh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn ngắm mắt yêu thật lâu. Cút!
Thật ra, ngoài những món đồ tấu không tốt cho sức khỏe, không nên ăn tôi vừa kể, thì còn rất nhiều những món ăn chất lượng mà cực kỳ tuổi thơ khác. Không có đứa trẻ con nào hồi đó không biết đến kẹo cao su Beat Bubble phiên bản sắc màu. Với ba màu cơ bản, xanh nước biển, vàng và đỏ. Khi kết hợp hai kẹo khác nhau thì sẽ ra những màu sắc khác nhau. Vàng với đỏ thì ra cam, xanh nước biển với vàng thì ra xanh lá cây. Nhưng khi kết hợp ba kẹo màu sắc khác nhau thì ra màu cực. Trong xóm tôi hồi đấy thường sẽ thi xem là thằng nào thổi bóng to hơn thì ngầu lòi và đẳng cấp hơn. Nhưng đối với tôi, đó chính là cuộc thi xem đứa nào tạo ra vũ khí sinh học mạnh hơn. Cố lên, cố lên, cố lên. Một màu này thối thế. Khi làm video này, tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có một tuổi thơ thật đẹp và ý nghĩa. Nhưng có những em nhỏ không may mắn ngoài kia bỗng dưng trở thành trẻ mồ côi trong đại dịch Covid-19 vừa qua. Chính vì vậy, chúng ta hãy cùng chung tay tạo nên những điều diệu kỳ bằng cách tham gia chương trình Do Something Wonderful. Đây là một chương trình gây quỹ ủng hộ trẻ em mồ côi trong đại dịch Covid-19 do Lin Center và Intel Việt Nam phối hợp với các nhãn hàng IT khác tài trợ. Chi tiết chương trình thì tôi đã để ở dưới phần comment và chúng ta hãy cùng tạo nên những điều kỳ diệu nha. Yo, bây giờ sẽ là phần trao giải trong cuộc thi vẽ chủ đề Noel vừa rồi nha. Ban giám khảo đã quyết định lựa chọn 4 bạn xuất sắc nhất để trao giải trong cuộc thi. Bạn đầu tiên được giải nhất trong cuộc thi, tên bạn này hơi khó thì tôi sẽ để tên và ảnh bài thi bạn bên này nhá. Đỉnh thật sự luôn đấy. Và bạn được giải nhì trong cuộc thi là bạn Khánh Vi với bài thi là Điều ước nho nhỏ đêm Noel. Thật sự đây là một bài mà tôi cảm thấy nhiều cảm xúc cũng như ý nghĩa nhất về câu chuyện mà bạn đã kể ấy. Bạn được giải 3 trong cuộc thi sẽ là bạn Xoài Trắng với bức tranh là Điều hạnh phúc nhất là khi dành thời gian cho gia đình. Và giải tương tác lần này sẽ thuộc về bạn Lê Phương Thảo, lấy cảm hứng là ông già Noel đi xe phân khối lớn tặng quà cho các em nhỏ. Bài thi đã nhận được 1,1 nghìn react. Ngoài ra thì còn cực kỳ nhiều những bức art đỉnh cao của các bạn khác, ví dụ như bạn Jerry Mai này, bạn Di Rachel này, bạn Ngọc Linh, Trà Đào, bạn Trần Minh Anh hay bạn A Nhiên. Thật sự tất cả các bạn đều đỉnh cao rồi đấy. Ok, vậy là hết phần trao giải rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia cuộc thi cũng như xem video này nhé. Bye. Thank you.